Ok, đây là các bạn thôi. Và trong năm 2018 thì em rất là may mắn được Sơn Tùng MTV và công ty Lực Tức Nhân Quyền cho một giải thưởng, đó là hát nhạc của Sơn Tùng và được top 3 Việt Nam. Và đây là các khúc đoạn chơi. Bây giờ thì em sẽ cầm những chiếc máy trên tay đến với tất cả mọi người đang ở đây. Em nghĩ là với cái gương mặt của những anh chị đang ở đây thì rất là nhiều người chúng ta chưa thích công nghệ của chúng ta, nếu chúng ta yêu cầu các khúc nào mà chúng ta muốn giao lưu thì mọi người có thể nói để anh ấy quay trở lại đây. Và tiếp tục chuẩn bị cho mọi người nhé. Hôm nay sẽ có chương trình là 10 tặng hộp. Và bây giờ thì trong thời gian mà mọi người đang ở đây, chúng ta sẽ cầm chiếc máy trên tay đến với tất cả mọi người, rất là mong chị đi cùng nhé. Thank you.